lên 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 đi giỏi. Đến đây nó có một con đường đất đỏ nha các bạn, chắc là khó đi đây. Giờ mình chạy từ từ vô. Lúc nãy ở cái đầu video mình nói là nó có hai con đường để đi vô, đi lên cái đồi sạc ly. Không đúng nha các bạn, thật ra nó có bốn con đường nè. Hai con đường là hai con đường này là hai con đường nãy mình nói là hai con đường. Chỉ có người thượng á hoặc những người họ đi rẫy đi lên núi á thì họ bên đây. Đó, phía trên là đó, chắc là trên đồi đó là sạc ly. Nó còn thêm hai con đường nữa gần hơn từ thành phố Công Tâm, một là đi lên ngay chỗ ngã ba Trung Chánh, rồi một cái là chỗ ngã ba Tân Cảng hay Tăng Cảnh gì mình nhớ không rõ. Thì đi lên gần hơn con đường đó là con đường mà người ta làm á, ta làm để cho khách du lịch á đi lên đồi. Mà nghe nói đường nào cũng hết, nhưng mà mình chọn con đường này, chọn con đường mà người thường họ đi rẫy đi núi. Đây, ngoài này là trồng cao su không nè. À, đường đất đỏ. Chua đây. Đó, con đường mòn nhỏ xíu đó, cho là dẫn lên cái đường đồi đó. Đó đó. Chắc luôn. Họ mang giày Butter Show đó. Đường đất đỏ trơn dữ lắm. Đi xe lên trên đồi được không? Giờ đi được không? Đợi sạc ly. Không được hả? Sao vậy? Đi lên đồi sạc ly. Đi về thôi hả? Vậy đợi trời nắng lên đi. Tới đây thì mình mới hiểu là lời cảnh báo của nhiều người là cái xe này không đi lên con đường này được nha các bạn. Lý do không phải nó lõm chõm, nó dốc hay nó đồi nè, nhìn kìa. Yeah. Nó thâm thẳm như vậy đó, mà lý do đơn giản nếu gặp trời mưa thì khỏi về, tại vì đường này đường đất đỏ, mưa là trợt dữ lắm. Đường này mà nếu là gặp trời mưa thì xe hai bánh là không đi được, chắc cú luôn, tại vì nó tu không thể nào đi được. Chung mình cũng có chút ít kinh nghiệm đi trên những con đường này, những con đường đất đỏ trơn trượt này, để mình tới luôn, cứ tới luôn đi, sợ gì, nhắm không được thì quay về thôi.
gì đâu. Số 1 nha các bạn. Trời luôn, đâu có về được. Biển đi giang hồ mà về cái gì. Trần ghê không? Dốc này ghê quá. Lên lưng chừng dốc trợt bánh sau mắc đà đứng luôn, không lên được. Thôi cứ tạm thời cài cái xe này ở đây đi ha. Ta đứng lại ta quay phim ta tự sướng cái con dốc này rồi ta đi tiếp. Thế thôi, dứt đĩa thuốc làm ngậm trà là ok thôi. Nghĩ cái nắp đâu ơi, lên con lên, lên chuẩn bị đi nè, lên nhá, lên đã lên, vô đây là không có ai cứu trợ đâu nghe, vô đây là mày phải mạnh mẽ mới chịu nổi á. Ừ, đi nè. Tới đây là hết đi xe được rồi nha các bạn. Những con dốc này được gọi là 30 độ này, không biết phải không nữa, nhưng mà chắc chắn là đi xe không được. Thì mình phải cắt dấu xe vô rừng thôi, đi bộ lên. Nếu mà đúng thì đi khoảng cây số thôi là tới cái đồi. Còn nếu mà không đúng thì mình phải tuột xuống thôi, đi về có sao đâu. Hôm nào đi tiếp. Dốc cao quá, dốc này mà làm sao mà nói xe hơi rồi lên được ta. Vậy là chỉ có đi đường bên kia thôi. Đường này từ lúc mình chạy vô, từ phía ngoài vô đây chả thấy một người nào hết. Ở đây người ta trồng thông không nha các bạn. Đây, thông bạc ngang luôn. Nó vừa leo dốc, vừa quay video nên nói chuyện hỗn hển, y như là chịch làm tình. Ghê chưa, ghê chưa, dốc ghê luôn. Mau lên, chốc dữ dằn. Nói chung đi đây thì bạn nào có tay lái vững vàng thì hãy đi là cái thứ nhất, không sợ thì mới đi. Tại đây trong đây rừng không à, có mình à, có mình là đi, nếu gặp chuyện gì thì hơi căng. Xe thì phải an toàn nha, nếu mà xe hư là không có đường về. Phải đem theo nước, mang theo đồ ăn nữa. Đừng nghĩ tới đây, lúc sáng mình không mang đồ ăn, mang chỉ có mấy cây xúc xích cho ăn nỉ nè, chút ăn cũng được. Léo mày, léo nổi không? Đây, con dốc này mình leo lên tới đây mình nghĩ nó khoảng lưng chừng dốc, mệt nên ngồi nghỉ mà không biết phải lưng chừng dốc không. Thấy nó cao mà nó dài thăm thẳm đường này, nó lõm chõm luôn, đã đó. Bên này là cái đường đi lên dốc tiếp nè, tiếp tục lên dốc nè. Nó là nó ghê không, nó lên dữ dằn không, đó lên không đó. Nói chung bạn nào đi cái đường này thì phải mạo hiểm mới đi nha các bạn, xe là phải an toàn. Nếu mà vô đây mà xe mà hư là khóc luôn đó, không biết làm sao mà về đó nha. Chỉ nước gọi ra, gọi điện thoại ra ngoài thị trấn cấp cứu thôi nha, người ta mới vô người chở thôi nha. Và đặc biệt phải có thể lực, nếu không có thể lực thì chắc nên đi cái đường bên du lịch kia đi. Tại đi lên những con dốc này dữ lắm, tới đây mình không biết phải nửa dốc chưa nữa. Nhưng mà nghe mệt rồi, thể lực mình là dữ dằn lắm mà đi tới đây còn nghe mệt, phải ngồi uống nước đây. Thể lực bèo lắm của các bạn là cái vụ kia là phải vớt được 30 phút đó nha các bạn, không có tính thời gian khởi động nha. Mà sau khi làm xong là hơi thở đều đặn đó mới đi con đường đó nha,
yếu yếu đi con đường này là tôi nói các bạn là xỉu đó. Nhưng mà nỉa ngon. Ô, nỉa đi khỏe ra. Lâu lâu phóng vô bờ rừng dí. Sắp cái dí của cào nữa. Ê nỉa mày mệt mày. Ê cười coi. Không bắt đuôi coi. Đuôi coi. Ừ. Ở đây là toàn là người ta trồng thông không các bạn. Nghe nói thông lá đỏ mà không biết đúng không thì tôi không biết. Đó. Có lẽ cái đầu nó nằm múc chỉ cà tha trên đó đó. Để coi đây. Đó, đó, ở trên đó đó. Rồi. Dốc nó dốc ha. Phía trước nữa, lại một con dốc cao nữa ha. Cái điểm này là điểm 1015. Mà nghe nói cái độ cao nó có 900 mét so với mặt biển. Sao có những con dốc dữ thần thiệt chứ. Ghê không? Dốc này nếu mà đi xe lên nè, có đường xe nè thì chỉ có xe máy cài lên mới nổi nè. Xe hai cầu một đi xe hai cẳng nè là đi bộ các bạn. Honda là thua. Honda thì có thể xe phân khối lớn lên được nhưng ta lái cho cứng. Nhưng khi sổ về chắc cũng chua lắm chứ không phải đùa đâu. Lúc nãy mình nói chỗ nãy mình ngồi mình nói lưng chừng dốc mà chắc không phải quá. Mò lên đây leo lên dốc này nó còn cao nữa, cái này mới nửa dốc rồi. Cái dốc nối tiếp dốc luôn. Tên này anh nào mà yếu là bỏ cục luôn đó. Ghê không? Tên này bắt đầu cỏ tùm lum rồi. Đi không khéo ra nó cắt cái là đứt tay đó. Lên đây là thấy đồi núi bao la phía bên kia rồi. Cái trắng trắng bên kia là thuộc huyện Ngọc Hồi đó, sân bay Phượng Hoàng hồi xưa bên đó đó. Nếu mà đúng cái đồi này là đồi sạc ly thì phía bên đó là huyện Ngọc Hồi, sân bay Ngọc Hoàng nằm bên đó. Đây, tôi đi bộ lên tới một cái dốc, đỉnh dốc nè, mới thấy được một cái xe. Xe này của chắc ai đi làm rừng làm gì đây, họ đi đường này nè. Đó, các bạn thấy không? Cái xe này là phải cột xích nè, đó, đó, xích mới đi được con đường này. Còn không là khóc luôn. Ồ, ghê thiệt, công nhận mình nghĩ mình cũng liều thiệt. Mình mò vô tới đây luôn, cột xích nè. Bây giờ phải tranh thủ đi lên tới đồi. Mà nếu nó trất quất, nó không phải là cái đồi này mà thì cũng quay phim luôn, có sao đâu. Cũng là đồi vậy. Nhưng mà cũng hơi tốn công rồi, đi về chứ không phải mưa. Một cái là khóc rống luôn, ngủ trong rừng này luôn. Nè, xe ghê không? Thì cột xích nè, quá trời xích nè, đó. Xích đó. Đó, xích về mới đi được nè. Còn không là không cách nào đi được hết. Rồi tiếp tục mò lên đồi. Mà tới chỗ này thấy đẹp quá. Thôi dừng lại quay phim cái đi. Tới đâu hay tới đó. Thông quá trời luôn nè. Nè ta lấy nhựa thông nè. Giống cái cao su á. Phía trên đó là cái cục đồi đó. Đó, 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 đó. Bây giờ mình mò lên cái cục đồi nữa. Mà không phải là mình phải tụt xuống thôi. Không mạo hiểm nữa, tại vì chiều nó mưa cái khóc luôn, hết đường ra. Đó. Nãy giờ đi lên hai ba cục đầu rồi, mà trực quất, đẹp ha. Đứng đây mà ai mà sợ mai dưới bông dí, ta nói nghe gió nó hú một cái, thôi teo, đã chưa? Mày vẫn khỏe ha Niện, ngon mày. Dứt cây xúc xích rồi mai hồng là sáng là mua nhiều 4 cây xúc xích. Tôi dứt 2 cây mà dứt cây chứ bao giờ là đói rồi. Ok tiếp tục lên đường coi. Ồ đi đến đây mình may mắn quá gặp hai anh. Ảnh đi kiếm sắt kiếm đồ ở trong cái vùng hồi xưa bom đạn đây nè. Ảnh nói đi lên đó còn xa lắm 5 cây mà mình đi bộ nãy cũng 4-5 cây rồi. Đi không cách nào được. Anh chở giúp mình đi lên vài ba cây nữa đến đồi nè.
6 cây nữa đó. Giờ anh phải tháo dao đồ sẻn được tùm lum để anh cắt vô đằng anh tấm ba đây. Ồ mà không nhận mình may mắn thiệt. Ồ cảm ơn những người bạn túc giữa rừng này nè. Đây xe này nè, gặp cái hai cái anh đi đào sắt nè, anh chở mình đi nè, anh chở đi giùm lên mấy cây nữa nè. Ghê em con đường ghê không, mình phải xuống mình đi bộ nè, tại xe tấm ba mà con dốc này là không thể nào mà đi lên được, xe xích nha các bạn, ghê không? Đi lên tấm ba đó, mấy ông mang theo đồ nghề ghê lắm, búa nè, sẻng nè, dao. Khi mình gặp là đâu ông tháo hết ra, dao sẻng giúp với ba lô, ông chở mình đi đó. Giữa rừng vậy mà gặp được á, hai người rất là tốt bụng đó. Dốc ghê không, thăm thẳm rồi một người cũng xuống luôn ha, cũng không đi được luôn, dữ dằn chưa. Nếu không gặp hai anh này chắc chắn mình không bao giờ tới được cái đồi sạc ly nè. Mình đi nhầm con đường quá dữ rồi. Không sao, quay để các bạn biết mấy bốc né đi con đường này nha. Bây giờ mình lỡ rồi, không có quay ra được nữa. Ghê chưa? Đó, đẩy, ghê không? Một người đẩy. Đó, không đẩy là đi không được đó. Ô, mình đã đến đây rồi các bạn. Đó, phía túc phía xa đó gọi là đầu ông Bảo đó, là cố đại tá quân đội Việt Nam Cộng Hòa không quân Nguyễn Đình Bảo đó, ở trên đồi Chắc Ly đó. Nguyên này là nguyên một cái vùng đồi này. Đó, phía bên kia chắc là Ngọc Hồi. À, Đắc Tô. À, Đắc Tô. Như vậy là phải lên trên toàn cái đồi đó thì mới thấy được toàn cảnh. Mà từ đây bạn thấy lên đường nó còn xa không? Vậy mà mình đi bộ, đi bộ 5-6 cây rồi. May quá gặp được hai cái anh ảnh đi thợ sắt, ảnh giúp mình đi vô tới đây nè. Chiều ra là chua, liệu có mò lên đây được không? Quá đẹp luôn. Sao em có vậy, chết người lên lắm. Đó, ở trên đầu đó, đó cái nhỏ nhỏ trên là cái người ta gọi là cái miếu ông Bảo đó. Thôi đi tiếp. Đến đây là hết. Hết đi xe Honda được rồi các bạn. Tới đây là còn đi bộ thôi. Mình... đi bộ thôi. Ok ok, rồi mình sẽ quay lại cái thung lũng bên này. Đứng bên này nhìn thấy toàn bộ nè, rất là đẹp nè. Tới đây nè. Đó. Bây giờ mình đi bộ lên từ từ nha các bạn. Mà đi này sẽ đùi đó. Cái dốc này nãy á là đã đi sẹ đùi đó, thì cái dốc này chắc chắn còn kinh khủng hơn nữa, tại vì dốc này mà hai anh đi này mà ảnh không đi xe được là các bạn biết rồi ha. Yeah. Nói chung mình rất là may mắn gặp hai anh đi kiếm phế liệu còn sót lại. Ảnh hỏi mình bây giờ ông đi lên trển ông đốt nhang cho ai? Cộng sản hay Việt Nam Cộng Hòa? Tôi nói tôi lên tôi đốt nhang cho ông Nguyễn Đình Bảo. Ông nói ok tôi sẽ chở ông đi, còn ông đốt nhang cho mấy ông liệt sĩ gì đó là tôi không chở nha. Trong khi cái anh trước á, ảnh từng là trong quân đội, anh đã nghĩ giờ anh về anh phải đi kiếm phế liệu đó, anh dắt cho mình đó. Đó cái đồ ông Bảo nhô lên đó. Đi sổ đùi luôn nha các bạn. Con đường này rất là kinh khủng. Nói chung là mình đi con đường quá mạo hiểm. Chứ nếu đi con đường, hai con đường mà người ta làm á, thì cũng không đến nỗi nào. Lên con.
Ráng lên đi, ráng lên uống nước mình giang giang hồ mà. Sợ gì? Xã Hàm Mòn, huyện Đắc Hà. Đây mình lại mò lên tới nửa của con dốc mà không thể leo xe Honda chạy xích lên được. Ngồi nghỉ quay, bên này là huyện Ngọc Hồi. Đẹp ghê không? Ngọc Hồi đó. Giờ đúng là mình đứng lên là mình quay được cái cảnh bên kia luôn mà thôi. Mỏi đều quá rồi. Ngồi luôn quay luôn nghỉ rồi đi tiếp. Đẹp ghê không cái đường này. Con đường lên. Một con đường lên khủng khiếp luôn. Đường nó hư hết rồi. Đến đây thì mình khẳng định với các bạn là không đủ thể lực thì không đi nổi nha các bạn. Đó, cái đồi nó ở xa đó. Lúc nãy mình mới nói với bạn, cái này là cái đồi ông Bảo là chính xác rồi. Nhưng mà cái vàng vàng đó không phải là cái miếu ông Bảo nha các bạn. Cái đó chỉ là cái đài tưởng niệm của mấy ông cộng sản ông làm. Ông thờ, ông tưởng nhớ mấy ông mà bộ đội Bắc Việt để hy sinh, đã chết ở trên này nè. Theo cái anh mà anh đang đi trước mình đó, anh dẫn đường mình đi đó, thì anh khẳng định đây không phải là ông Bảo. Tại vì anh lượm phế liệu trên này rất là nhiều. Anh đã từng gặp gia đình cố đại tá Nguyễn Đình Đạo, đã ngồi nói chuyện và khẳng định chỗ này là chỗ ông Bảo hy sinh. Đẹp ha. Còn một cái miếu ở một cái đồi khác là cái đó là do người ta dựng chuyện thôi nhé. Rồi tiếp tục mình lên trên đỉnh xe rõ. Cái đồi đó, cái đồi anten đó đó. Đó, cái đồi đó là cái trụ mà thí nghiệm điện gió đó, đó. À, là cái đồi ông Bảo nhưng mà không phải. Mà không phải. À. Đồi ông Bảo chính xác là một cái đồi đây. Núi non trùng trùng điệp điệp. Tới đây là mình bắt đầu đuối nha các bạn. Thể lực như mình mà vẫn bị bỏ phía sau nè. Đó. Hai anh đó anh đi trước mình một đoạn rất là xa. Có khả năng mình phải ngồi mình nghỉ ạ. Bây giờ là gần 1 giờ trưa rồi. Trên này nó nắng khốc liệt lắm. Cái bình nước của mình á là cái anh kia anh thấy anh cầm giùm luôn rồi. Anh sợ mình đi không nổi anh cầm giùm. Bây giờ cũng hơi bị khát nước rồi. Không sao. Tí nữa tới. Nếu sáng mà mình đi con đường trắng trắng ở phía trước đó, dẫn lên á thì nó sẽ khỏe hơn. Khỏe rất nhiều nha. Mình đi con đường đó bên này nè. Nãy mình có chụp hình, mà giờ mình leo này nó khuất tầm nhìn này, không thể thấy được. Lần đầu tiên đại ca này bắt đầu đuối, đuối hết rồi. Ăn thôi gì lên trển, ráng lên trển là cho nước uống nha. Chơi mà dân chơi mà đâu có sợ mưa ra thế con ha, chỉ sợ nắng thôi. Nắng này là khốc liệt lắm nha các bạn. Thôi tiếp tục, tí nữa là tới. Đây rồi, tới các bạn. Di tích lịch sử điểm cao 1015. Đi cà bê luôn nè. lần này bắt đầu đường nó đổ bê tông rồi, mình đi cà bê luôn. Ghê chưa? Đó. Tới rồi đó. Rồi vô phía trong này coi. Ai, cho nghỉ tí đi, chúc mình quay. Đó, em cứ cầm gì em chỉ, em cứ cầm gì em ngầm anh chỉ vô sao em nhìn thấy anh chứ mày rồi. Đây, đông lúc nha. Mình với lại anh dẫn đường. Đừng quay mặt hai thằng. Cứ quay đốt nhang lên. Chuẩn bị đốt nhang lên này, đồi lên đây mát rồi, gió quá. Mày đừng có quay mặt tao nha mày. Đừng quay mặt ông lão nha. Quay chi? Nha. Tay run run. Tay tao run hả?
tao lên tới đây tao đuổi à, toàn tập rồi sáng giờ tao, hồi sáng đến giờ tao nói dốc mày, tao ăn có 2 cây xúc xích của con chó đó, nó tao mua 4 cây nó ăn 2 cây, tao ăn 2 cây mai hùng đó mày. Đầu lên nó gió lắm. Chỗ tăng 11, 12 kìa, anh lên nên nó gió mới đã. Mấy thằng nói là phong viên lên láo nó phét qua lên em gặp em chửi cho. Nó sợ chết mẹ luôn, anh nói cho này có cái miếu. Vậy là anh quay cái miếu à, cái miếu mà em nói là bên cái đồi bên kia. Đó đó. Bên cái đồi mà chỗ mà em nói là mấy thằng kia nó xạo xạo nó dắt nó lấy tiền đó. Đúng rồi đó. Nó lấy 500 ngàn hả? Dạ. Xạo xạo không? Mình đi đéo mình đi cái góc cái ngõ cái ngách nào mình không biết mà nhiều quá sợ đốt lằn đi không có. Bây giờ này em xé cái này ra, em xé một bánh ra được không? Đó. Cái này là cái hố bom hả ta? Không, cái hầm mấy ông á, hầm á, hầm hầm phải không? Trời sợ cái quen có nó không có thôi láo nó phét quen. Cắm trại hết. Từ đi nó trái rồi. Mà nó cháy là nó cháy dữ lắm. Yeah. Có gió mà nhang nó vô nó cháy dữ lắm. Chừa lại vài cây cho mấy ông ở trong kia. Nói chung mình lên đây thì ai mà cũng lên đâu. Cho mấy ông kia bọc bánh nè. Hết nước rồi, thôi ưu tiên cho mấy ông ngoài này đi. Mấy ông dù sao có đồng chí, đồng đội, nhóc luôn. Chứ mấy ông Việt Nam Cộng Hòa có ai đâu. Thành thử tôi phải ưu tiên. Ưu tiên nước cho mấy ông ở đây. Cái đàn không cháy mà anh. Hả? Cái này nó không cháy mà đốt nó cháy hay chứ. Để bỏ này đi. Thấy nó cháy. Chỗ này là cái chỗ mà chưa là cái hầm mà. Hầm á, hầm của mấy ông năm ngoài á, của ông Việt Nam Cộng Hòa đây, của ông Bến Dù đây. Vậy là ông Nguyễn Đình Bảo là chắc ông cũng bị tử nạn đâu ở trong những cái giao thông hào những cái hầm này này ha. Mấy cái hầm này chứ đâu. Chứ chạy dưới đâu được. Rồi bộ. Mấy ông này không có bia tưởng niệm, không có gì hết, thành thử mình đốt. Mình đốt vòng vòng hết luôn. Đốt vòng 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 hết luôn. Đó, giờ cháy dữ vậy. Đốt vòng 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 hết luôn. Để chỗ này cây đốt cũng được sao. Ồ, đất trên này nó cứng kinh hồn luôn. Thấy em ha. Dạ. Đất cứng ghê. Đây chia đốt nè. Đây em cắm đi. Dạ. Còn lửa nè. Đây là mày. Súng nẻn ơi. Xuống con, cái cục đồi đó là người, có thể là người ta đùn lại đó, người ta đùn lại để người ta tưởng nhớ. Không phải đâu, cái đầu cái cục đó là nó ủi á. Ủi hả? Chứ không phải anh, nhưng mà tại chỗ này người ta đốt nhang nè. Anh nghĩ chắc là người ta đùn lại để người ta có cái chỗ đốt nhang để tưởng nhớ những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh đây nè. Nẻn ơi, xuống con, chỗ đó không có ngồi được đâu, nghe không? Mày ngon á, mày lên ngay chỗ cao đó mày ngồi mày. Xuống đi. Đây nè, đây là một cái hầm quân sự còn sót lại nè, nó sót lại. Ủa em đi đâu ngoài đó xa dữ vậy? Bao trùm hết luôn hả? Ngoài nào? À, khu này là khu lô cốt này hả em? Của tối đó. À. Bên này là đất tô đúng không? Dạ. Còn bên này. Bên đây là rạch cơi. Là nó thuộc Ngọc Hồi hả? Rạch cơi Sa Thầy. Sa Thầy. Bên nào? À bên này Ngọc Hồi. Dạ. Ủa vậy cái sân bay Phượng Hoàng nó nằm đâu? Ngoài đất tô, ngoài sông Bô Cô nó quay cái sông đó. À ngoài này hả? Rồi. Ô vậy nãy là anh đi, nếu mà nãy anh đi là anh đi cái đường nhỏ này lên hay là cái đường khác?
À chứ nếu đi cái đường này thì khỏe không không? Đâu? Này có đường dài ghê không? Hả? À. Đây. Đây là cái chặng đường mình đi qua này đó, đó, không phải cái đường trắng nha, nếu mình biết đi đường trắng là khỏe nha, các bạn đi đi đường trắng nha. Đừng đi cái đường của mình là bầm dập luôn đó, đó. Đó đi xuyên qua mấy cái khúc đồi đó mình đổ, đi bộ không đó. Cái vậy là từ cái chỗ mà anh bỏ xe mà anh nói em đi bộ lên đây chắc cũng 10 cây hả? Xa lắm, hơn với sao 10. Vậy là tao đi bộ 6 cây rồi tao gặp mày đó hả? Trời ơi là trời. Công nhận mình liều mạng thiệt. Giờ mình cương quyết không về mà anh này anh sợ mình đi lạc, sợ anh chết đói là anh áp tải mình luôn. Công nhận số mình may mắn thiệt. Nói chung mình là người hiền lành tốt bụng, đi đâu ai cũng mê, ai cũng thương, ai cũng giúp đỡ thế thôi. Phải không Niễn? Niễn đẹp trai này, Niễn lên đỉnh đồi luôn nè. Em ra vỏ gì trên này? Vỏ đạn hả? Đây là một cái thùng đạn Trung Liên nè. À. Một thùng đạn Trung Liên với mười mấy cái khẩu 60 ly nữa. À. Giấy bạc rồi đây nè, giấy bạc của khẩu 60 ly nè. À. Là đầu ra cái điểm ra là em ra được một cái thùng đạn đồ núi trùng trùng ha. À. Trung trung đẹp đẹp nè. Như vậy ở trên cái đỉnh đồi này là khống chế muốn được hết luôn ha. Chứ sao nữa, nó nhìn đồ khác luôn mà. Ừ. Với thông hào là nó chạy vòng quanh hết cái đầu đây luôn nè. À. Cái đầu đây nó rộng ra một kia, không phải trong cái khu này không đâu. Cái này kỹ vật ở đây nè. Là cái này cái gì em? Cái đó, cái đây là cái lồng đèn của cái nắp tai của cái ống đạn đựng thuốc màu vậy đó. À lúc đầu này là của mấy ông lính dù đây. Yeah. Mấy ông tiến năm cộng hòa đây. Chứ mấy ông cộng sản Bắc Việt chứ không có gì. Có răng. Hả? Mấy ông đó có cái răng không? Răng hả? Yeah. Mày. Ô. Lên một cái chóp đồi này. Nó là một cái điểm. Ở trên này mình mới thấy mấy ông lính dù ổng vừa lãng mạn lãng tử M72 cái gì em M72 mấy ông nói trong mấy ông già quân lực năm ngoài nói M72 là mấy ông biết liền. À đâu cái vỏ của M72 đâu, bỏ xuống đây anh coi. À cái vỏ đây nè, nó hư nó sừ ra nè. Ừ. Cái ống của M72. Ừ. M72 mà nó vác cái đằng cái vai nó bắn y như B41 B40 á. Ừ. Của Mỹ á. Tại vì em làm ở trong, em từng đã làm ở trong quân đội, thấy em rành. Ủa cái dòng ở dưới là cái dòng sông, cái dòng ở dưới là dòng sông Bô Cô hả? Không, dòng sông Bô Cô kia. Còn bên này cái dòng gì, chỗ này đẹp nè. Cái đây là cái đập của người ta. Ủa vậy chỗ, lúc nãy tao đi ngang đó phải không ta? Có anh đi không? Làm gì anh đi đường đó. À. Anh đi ngồi trong kia anh ra anh gặp em mà. Ờ, thực ra tao lên tới đây rồi giờ tao hết biết đường đi luôn, là tao đi từ đâu luôn. Anh đi ngồi kia kìa, cái cây anten kia anh thấy không? Đâu? Cây anten xa tít tít ngồi kia đó. Ừ. Đó, là đi ngồi đó anh đi vô đó. Ừ. Đẹp ha. Chai sữa hả? Chai sữa tốc dữ trời. Bây giờ đứng lên cái ngọn đầu này nó bao la thiệt, nhưng mà ở trên này nó có một cái điểm, gần như một cái điểm. Mà cái điểm này là đối phương nhắm vô rất là nguy hiểm, mình mới thấy là mấy ông lính dù ông lãng mạn mà. Mà ông bình thản trước cái chết. Tại vì mình nhớ đâu đó mình đọc một câu thơ mà. Mở cái đường mạch máu chắc là chắn mấy ông mở đường mạch máu xuống đây này, mặt đây nè. À đó, chắc chắn là của mấy ông lính thôi. Ủa cái trắng trắng bên kia là gì? Đâu anh? Đó mấy cái cục đó. Đá mà. À đá hả? Quay lại chỗ mấy câu thơ của mấy ông. Đó, mà ở đường sáng mai bắn này. Súng trên đồi. Chào cô gái thượng mang đời trên lưng. Buổi trưa xuống phố tưng bừng, gặp nhau hay là chào nhau gì đó, mũ đỏ, không mừng, không lo. Ghê không? Gặp gái một cái là móc súng ra bắn liền, đúng là tư cách nhà binh chứ không qua lá cành vậy. Đây vỏ
cái lồn của cối 81 đó. Cối 81 hả? Dạ. Lồn của cối 81. Hình như sau khi mà mấy ổng chiếm xong rồi đó là mấy ông Việt Nam cùng qua ổng rải B52 ổng chiếm lại mà. Không. Phải không em? Rút luôn. Mà. Rút luôn hả? Không, nhưng mà sau đó chiếm lại mà. Anh nhớ là sau đó đầu trận Ly mấy ông chiếm lại mà. Cái đó là trận đầu sau này, trận sau nữa là không, thì lúc đó thời điểm nó kéo dài đến 75 thì bỏ Tây Nguyên rồi, 74 bỏ Tây Nguyên rồi thì thua rồi. Làm gì em? Xếp đá gì? Xếp cái tên ông Nguyễn Đình Bảo đó. À, trái tim đây hả? Ủa phá, ai phá? Ai biết. À. Đó còn cái trái tim không? Đó là đúng rồi, đúng trái tim đây. À. Chiếc cái này thì I love you Nguyễn Đình Bảo sao á? À. Như vậy chắc lên cũng đồng ha. Dạ. Ở lại mà, lên ở lại mà. Ngủ lại luôn. Dạ. Không thấy gì đâu. Giờ là cái đầu đó người ta có ủi mất rồi, sau này cái tụi làm thông tầm con tư. Cái thông đó người ta nói cái thông mà nãy mà trên đường anh em mình đi lên á là thông ba lá đỏ đúng không ta? Dạ. Thông đó quý lắm á. Đây chỗ này nãy là mình đốt nhang nè. Để bánh nè, để nhang nè, nước nè. Nãy quên mở nước nè, để mở nước nè. Mở rồi em, mở rồi mà. Ừ vậy hả? Nói chung mà nếu mà hương hồn tất cả mọi người xung quanh đây, không riêng gì ông Việt Nam Cộng Hòa hay ông Cộng sản, cứ về hưởng thôi. Mình đi xa vất vả, không có mang theo được đồ nhiều. Nói chung mình cũng ớn chứ, mình mò lên đây mà lăng quạng. Mấy ông Việt Nam Cộng Hòa thì ổng không tiểu nhân rồi, gặp mấy ông mà ổng hơi ấy kiểu không cho mình về, ông làm banh xe thì sao. Nói vậy chơi cho vui thôi. Đây, tội ha. So với bên kia thấy tội quá. Đó, bên kia người ta làm lớn nghe, quá tội luôn. Bên này không có một cái gì hết. Cái cục đùn này. Cục đùn này là chắc chắn luôn. Theo tôi chắc chắn luôn. Những người, gia đình của những người, những người Việt Nam Cộng Hòa họ đùn lên đây nè. Đó họ mới cúng vậy đó. Cái này chỗ này ta đem qua lên nè các bạn. Mình mới bỏ nước cho lại nhang sau này thôi nha. Trước đó là họ cúng, là mình nghĩ họ cũng đùn này. Họ nhớ cái điểm. Nè nó. Đâu? Sao ta đâu thấy đâu? Túc ngoài xa kia hả? Rồi trắng trắng ngoài kia phải không? Ừ. Là sân bay Phụng Hoàng là nằm ngoài đó đó. Nằm ngoài đó hả? Dạ. Vậy mà lâu nay cứ tưởng sân bay nó nằm bên Ngọc Hồi. Đâu, nó nằm Bắc Cô. À. Ngọc Hồi là sân bay Măng Hét. À, Măng Hét. Đây. Bây giờ cũng quay vô đây một tí chứ. Đây. Chỗ này là chỗ mà người phía Bắc họ vô đây đắp nhang rất là nhiều các bạn. Tại con cháu họ hy sinh ở đây mà, chết ở đây mà. Muốn nói chết cũng được, mà hy sinh được, mà nó chết là dễ hiểu, chết là ngẫm thôi, dễ hiểu. Mình cũng đem bánh, cũng đốt nhang đây. Chỉ có không có nước thôi, tại mình phải ưu tiên cho mấy ông ngoài kia ổng ít hơn. Mày giỏi á, mày công nhận, cao thủ nha. Cái đầu mày ghê luôn á, vậy. Đấy, em này em dắt mình em đi quay cái đây nè. Đó, ông đi quay cái đây nè. Đó. Ở chỗ này là tôi thấy rất là nhiều người lên đây quay video đốt nhang cúng rất là thành khẩn, đúng không? Đó là điều tốt thôi, mỗi người có một cái quan điểm, một cái thái độ khác nhau về cái thời cục. Nhưng nó vui con cái là hầu như ai quay cũng lòng cái bài hát người ở lại Charlie vô đây hát.
nếu mà hương hồn của ông Nguyễn Đình Bảo mà ông ở, ông còn ở trên cái đồi Sắc Ly này, mà khi ông nghe hát anh chính anh người ở lại Sắc Ly, anh chính anh là loài chim quý, tôi bảo đảm luôn ông sẽ cười sảng khoái. Tụi bay ca lộn chỗ rồi tụi bay ơi. Đây đây, sao mà ai làm gió hay là ai lên đây đập phá đây? Không, không nên tí nào. Theo mình thì không nên tí nào. Đập phá nó phải gió. Gió là gì mà bay hết. Nói chung cái video này thực sự là nói, nếu mà không có hai người tốt bụng dẫn đường thì chắc chắn các bạn không bao giờ hoàn thành video này. Nếu bạn nào coi video thì gửi một lời cảm ơn đến hai người tôi mới quen ở giữa rừng. Thấy mấy ổng đem dao, đem sẻng đều dữ dằn lắm để mấy ổng đi tìm phế liệu đó. Nếu không có hai người này thì tôi không thể nào hoàn thành video. Dữ dằn ha. 18 năm. Cái tượng đài này thì cũng không lớn nha các bạn. Diện tích nó cũng không lớn nha các bạn. Đó. Không lớn. Nhưng mà so với ngoài cái đùn đất ngoài kia thì đúng quá tồi. Nhưng mà phải chấp nhận thôi. Theo tôi có được cái đùn đất như vậy là cũng là điều may mắn rồi. Không có luôn cái đùn đất thì sao? Đúng không các bạn?